Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ tri ân đồng chí Võ Văn Kiệt, bí danh Sáu Dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi vào sổ lưu niệm tại khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta xúc động trước cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đồng chí luôn là tấm gương và nguồn cổ vũ động viên chúng ta trong sự nghiệp phát triển đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng, tôn tạo khu tưởng niệm đồng chí Võ Văn Kiệt ngày thêm khang trang. Mong rằng nơi đây mãi là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tới thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thảo tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long. Công ty chuyên sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu tới nhiều quốc gia, tạo gần 600 việc làm, doanh thu năm 2021 đạt 600 tỷ đồng. Đề cập nông nghiệp là lợi thế lớn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Vĩnh Long, và phát triển nông nghiệp công nghiệp thực phẩm là một lợi thế cạnh tranh ở quy mô thị trường toàn cầu. Chủ tịch nước đánh giá cao công ty đã thành công trong việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và doanh nghiệp, cung cấp giống, công nghệ, vốn và bao tiêu sản phẩm. Người nông dân vẫn làm chủ trên mảnh đất của mình, có việc làm, thu nhập ổn định lâu dài. Chủ tịch nước nhấn mạnh cách làm này cần tiếp tục được nhân rộng mạnh mẽ ở Vĩnh Long cũng như các địa phương khác. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 6, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự buổi lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ rất đỗi tự hào về đồng chí Phạm Hùng, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long thân yêu. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân đồng chí Phạm Hùng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày những hình ảnh tư liệu quý về đồng chí Phạm Hùng, viết sổ lưu niệm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thắp nén tâm hương, tri ân tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế vừa có công điện số 08 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo ngành thuế tiếp tục nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Công điện 08 nêu, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật tại bộ phận một cửa, liên thông theo nguyên tắc tiền phòng hậu kiểm và đã mang lại hiệu quả tích cực, tổ chức cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh ở một số địa phương vẫn còn có hiện tượng cơ quan thuế trả lại hồ sơ kê khai thuế do nghi ngờ những trường hợp này có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế. Để đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Tài chính tiền phòng hậu kiểm, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng chi cục thuế. Đối với trường hợp nêu trên, không thực hiện trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định để đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người nộp thuế.
Trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra kiểm tra sau theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.